cả nhà. Hôm nay nhà chay làm món tôm gỏi cuộn tôm thịt. Đây, đây là thịt với tôm. Đó. Còn đây là rau. Rau rồi dưa leo rồi hành ngò ngò ôm. Đây là chua, nước chấm. Bữa nay hai loại nước chấm nha các bạn. Nước chấm tương đây này, hai loại nước chấm. Đó. Ôi mời cả nhà nhá. Đó. Vô. Mời cả nhà, mời cả nhà ăn hí. Để mình thử chấm tương coi ok không, chứ mình hãy chấm nước chấm này này, chấm mắm á. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Lý gọi là dưa chuột. Ngon. Ngon mà. No bụng rồi. Thank you. Happy. Con là thích ăn đường chua. Ừ. Quá. Chấm ngon hơn. Chấm bố mẹ. Mẹ ngon hơn. Đâu được chấm làm hả? Mẹ ngon hơn. À, nước mắm. Nước mắm ngon hơn mẹ. Ôi. Quán chú trì. Quán gì mà quán quán này á? Chào quá. Cuốn còn cái bún không? Bún tôm không? Ôi trời ngon quá các bạn ơi. Tôm. Tôm không đúng không? Ngon quá. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn. Cho mình xếp lên nước mắm với nước tương ấy. Nước mắm ăn đậm đà hơn nước tương. Cái này nước mắm nước chấm truyền thống. Xưa giờ ăn quen rồi. Thôi tương đâu có mắm mặn được.
Là vậy thôi. Tại vì đi ngoài mà họ chấm bằng nước tương luôn mà. Thì mình thử nước tương nhá. Mình thì mình thịt nước mắm. Ta biết ăn thầm thầm hơn. Mày này nước tương mày này. Dạ. Con thích Hà ta làm nước mắm ngọt như này. Trời ơi, mình làm cho ông nước mắm ngọt nha. Rất là chay chưa ăn nước mắm không làm rồi. Rồi để bữa sau ăn nước mắm không làm nha. Ăn hồ ngon quá đi thôi. Yêu mẹ chưa? Yêu cái nước mắm cả mặt luôn mẹ. Tôi phun một nhạc đâu nghe nha. Ngon quá các bạn ơi. Thêm một cái nước tương này đi. Đổ quá nước mắm. Chụp quá. Cuốn với đồ chua chấm nước mắm ngon ha. Thôi, kéo một nồi to luôn các bạn ơi. Ok mẹ, thank you. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Cuốn nó đúng mọt mình luôn. Tôm thịt nó cuốn đúng mọt. Rồi, cuốn tôm thịt. Tiếp. Tiếp. Bờ mẹ trên hoa lá. Nhà con làm rồi à. Có tổ. Có tổ gì? Thịt kho tàu. Nó cắt cuốn. Ừ.
thịt xào xào á, béo lắm. Muốn được chú ăn ngon. Ăn nhiều quá. Ăn hết cái rồi. Con nó béo cái nữa đấy. Please. Này bữa nay ngon lắm. Sáng rồi đi chơi nữa. Ngon. À, ngọt quá. Ngọt quá các bạn ơi. Thôi, chắc mình kết thúc tại đây các bạn ơi. Ngọt quá rồi. Thôi hẹn các bạn video sau nha. Các bạn thấy hay nhớ subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn.